tử vi ngày 19 tháng 4 năm 2021 âm lịch. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương trình tử vi hàng ngày của kênh Phong Thủy Lộc Tài Cải Vận. Kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết về tử vi của 12 con giáp trong ngày 19 tháng 4 năm 2021 âm lịch. Qua chương trình, mọi người có thể biết được vận trình đường công danh, sự nghiệp, gia đạo, sức khỏe, tình duyên của 12 con giáp. Các con giáp cần làm gì để có được một ngày hành thông, thuận lợi và may mắn. Đặc biệt, phần tử vi này được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Đừng quên ấn đăng ký kênh, sau đó ấn tín hiệu chuông để luôn cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Mở đầu phần luận giải tử vi ngày hôm nay, mời quý vị hãy cùng tìm hiểu tổng quan tử vi ngày 19 tháng 4 năm 2021 âm lịch. Ngày 19 tháng 4 năm 2021 âm lịch, tức Chủ nhật ngày 30 tháng 5 năm 2021 dương lịch, là ngày Mậu Dần tháng Quý Tỵ năm Tân Sửu. Ngày này có nạp âm là thành đầu thổ. Ngày Mậu Dần thuộc hành thổ, khắc hành thủy, đặc biệt tuổi Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày Dần lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục. Xung thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi tuyệt sậu. Các tuổi bị xung khắc với ngày là canh thân, giáp dần. Các giờ tốt trong ngày: Tý 23 giờ đến 1 giờ, Sửu 1 giờ 3 giờ, Thìn 7 giờ 9 giờ, Tỵ 9 giờ 11 giờ, Mùi 13 giờ 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Các giờ xấu trong ngày: Dần 3 giờ đến 5 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Tháng này có các cát thần là Hội Đồng, Kính An, Kính Tâm, Minh Tinh, Mẫu Thương, Ngũ Hợp, Thiên Nhạc, Thiên Thủy, Tứ Tướng. Hung thần là Kim Đao, Kiếp Sát, Ly Khoa, Nguyệt Hại, Nguyệt Hỏa, Nhật Lưu Tài, Phạt Nhật, Phục Thi, Phục Tội, Quỷ Cách, Quỷ Khốc, Tam Bất Phản, Thiên Cương, Thiên Lao, Thiên Ôn, Thổ Cấm, Thổ Phù, Trạch Không, Tứ Bất Tường, Tứ Quý Bát Tọa, Đào Khảm Sát, Điện Ngân, Đại Không Vong, Địa Phá, Độc Hỏa. Ngày này tính theo thập nhị trực sẽ có trực là trực thu, tính theo nhị thập bát tú sẽ là sao tinh. Các công việc nên làm là thu hoạch, cất giữ của cải. Bên cạnh đó còn có các việc không nên làm như nhập trạch, mở hàng. Hướng xuất hành tốt trong ngày là đi theo hướng đông nam để đón được hỷ thần và hướng chính nam để gặp được thái thần. Quý vị thân mến, trên đây là một số thông tin của ngày 19 tháng 4 năm 2021 âm lịch. Ngoài ra, cần chú ý trong những công việc như tiến hành đồng thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Nếu muốn chọn được ngày giờ đẹp, phù long, tường chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị và các bạn hãy để lại thông tin phía dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi tử vi chi tiết của từng tuổi trong ngày 19 tháng 4 năm 2021 âm lịch. Thứ nhất,
tuổi Tý, Tý Dương Thủy gặp Mậu Dương Thổ là thất sát, thiên quan. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Tý nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh, đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Ngày này gia chủ tuổi Tý có mã tinh chiếu mệnh. Mã chỉ động là tướng bôn ba nên tứ trụ có mã là người hiếu động, thích đi đầy đó. Sao mã mà bị hợp thì có cũng như không, bị xung sẽ phải bôn ba. Để gia tăng thêm may mắn, thầy Gia Cát khuyên quý vị hãy luôn mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Vật phẩm sẽ giúp chiếu cát lành, tài vận, hộ thân, tăng cường sức khỏe cho gia chủ. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp Mậu Dương thổ là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Sửu trong ngày hôm nay, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hơn, xử sự hợp lý để giải quyết, tránh xung đột để ảnh hưởng tới tình cảm gia đình nhà mình. Ngày này, gia chủ tuổi Sửu có thiên ất quý nhân và quốc ấn chiếu mệnh, là những cát tinh đem lại may mắn, tài lộc cho bản mệnh trong ngày hôm nay. Cần chú ý ngày này có hung thần kiếp sát chiếu mệnh, gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Về sức khỏe gia chủ, cần chú ý nhiều về các bệnh đường hô hấp, sẽ dễ mắc phải. Về tài lộc nên tránh xung đột không mong muốn, dĩ hòa vi quý để hóa hung thành cát, đón tài lộc về nhà. Đặc biệt quý vị hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành, hỗ trợ kích đào hoa, tình duyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi Sửu. Thứ ba, tuổi Dần. Dần Dương Mộc gặp Mậu Dương Thổ là thiên tài, nghĩa là bị thần khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dần sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý, cẩn thận, sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không mong muốn với bạn đời. Nếu không cẩn thận, có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại, chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Dần nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất của kênh phong thủy lộc tài cải vận. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ tuổi Dần để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp Mậu Dương Thổ là chính tài, nghĩa là bị thần khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Mão cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Để tăng thêm may mắn, quý gia chủ hãy mang bên mình vòng tam hợp quý nhân. Vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Thứ năm, tuổi Thìn. Thìn Dương Thổ gặp Mậu Dương Thổ là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày này, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ mình vẫn còn có những người thân xung quanh mình để tìm sự giúp đỡ, hóa giải nguy thành an, hóa hung thành cát. Có mã tinh chiếu mệnh, mã chỉ động là tướng bôn ba, nên tứ trụ có mã là người hiếu động, thích đi đầy đó. Sao mã mà bị hợp thì có cũng như không, bị xung sẽ phải bôn ba. Để mọi việc được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ luôn mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế để hóa giải thị phi. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp Mậu Dương Thổ là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Tỵ trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình,
tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phật lòng những người xung quanh mình. Vào ngày này, có các tinh thiên lộc đóng mệnh. Đây là một các tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn. Cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân, kinh tế. Không chỉ có các tinh, ngày nay còn có hung tinh kiếp sát chiếu đến. Các gia chủ tuổi Tỵ gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Về sức khỏe, gia chủ cần chú ý nhiều về các bệnh đường hô hấp sẽ dễ mắc phải. Về tài lộc nên tránh xung đột không cần thiết. Dĩ hòa vi quý để hóa hung thành cát, đón tài lộc về nhà. Trong thời điểm này, người tuổi Tỵ hãy sử dụng vật phẩm phong thủy tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để hóa giải hung họa, chiêu quý nhân giúp đỡ và tương trợ trong công việc và cuộc sống. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ dương hỏa gặp mậu dương thổ là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết bất khí. Nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Ngọ cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Bên cạnh đó còn có hung tinh kình dương chủ về tai họa, thương tật. Nên gia chủ tuổi Ngọ cần chú ý ngày này. Tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Tuyệt đối tránh xa những lời mời gọi nhờ vả liên quan đến việc phạm pháp, giấy tờ, không đứng ra vay mượn hay ký nhận cho ai cả. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất để vận trình công việc, tình duyên, tài lộc, sức khỏe được hành thông thuận lợi. Thứ 8, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp mậu dương thổ là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Mùi trong ngày hôm nay, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột để ảnh hưởng tới tình cảm gia đình nhà mình. Ngày Mậu Dần, tuổi Mùi có thiên ất quý nhân, thái cực đóng mệnh. Đây là ngôi sao may mắn trong mệnh. Nếu có ngôi sao này sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Ngày nay sẽ gặp được những người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống, đem lại sự may mắn, sang giàu cho gia chủ. Bên cạnh đó còn có kim dư là cát tinh, phú quý. Trong ngày này có nhiều tài lộc, quý nhân sẽ đến với những người tuổi Mùi. Tuy vậy, cần mềm mại, hòa nhã trong các mối quan hệ để đạt được những thành quả trong công việc. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp và tài lộc, những gia chủ tuổi Mùi nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang và bảo. Pháp khí này có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chớp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Thứ 9, tuổi Thân. Thân dương kim gặp mậu dương thổ là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Thân nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Mã tinh chiếu mệnh, mã chỉ động là tướng bôn ba, nên tứ trụ có mã là người hiếu động, thích đi đây đó. Sao mã mà bị hợp thì có cũng như không, bị xung sẽ phải bôn ba. Ngày này có văn xương quý nhân chiếu mệnh là cát tinh chủ về việc học hành thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hành thông. Thời điểm này, người tuổi Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn để kỵ tà, hóa sát, tăng may mắn, bình an cho gia chủ. Thứ 10, tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp mậu dương thổ là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Dậu. Nếu có cơ hội tốt, cần phải nắm bắt tới, sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn phía trước. Ngày này có kiếp sát chiếu mệnh, gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Về sức khỏe, gia chủ cần chú ý nhiều về các bệnh đường hô hấp, sẽ dễ mắc phải. Về tài lộc nên tránh xung đột không cần thiết, dĩ hòa vi quý để hóa hung thành cát, đón tài lộc về nhà.
Quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Vòng sẽ giúp quý vị gặp được những người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống, đem lại sự may mắn và giàu sang. 11. Tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp Mậu Dương Thổ là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày này, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ mình vẫn còn có những người thân xung quanh mình để tìm sự giúp đỡ, hóa huy thành an, hóa hung thành cát. Ngày này được các tinh thái cực chiếu mệnh, đây là những các tinh chủ về tài lộc, may mắn. Gia chủ tuổi Tuất cần nắm bắt cơ hội này để phát triển công việc, tạo những mối quan hệ tốt đẹp. Năm 2021, tuổi Tuất nằm trong bộ tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đường đầu họa, vô hỷ ắt hữu họa. Ý chỉ thái tuế đáo đến hướng, những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Tuất sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt kim bài thái tuế còn được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ tuổi Tuất, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. 12. Tuổi Hợi. Hợi Dương Thổ gặp Mậu Dương Thổ là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Trong thời điểm này, gia chủ tuổi Hợi luôn mang bên mình kim bài thái tuế để tăng thêm may mắn, tài lộc. Trên đây, kênh Phong Thủy Lộc Tài Cải Vận đã chia sẻ với quý gia chủ về tử vi chi tiết ngày 19 tháng 4 năm 2021 âm lịch của 12 con giáp. Hy vọng với những kiến thức trong chương trình, quý gia chủ có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi suôn sẻ nhất. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý gia chủ đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc mọi người gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại!